Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 trở về với đất nước và con người Việt Nam, thay mặt Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ, tôi kính chúc quý Tôn Đức Tăng Ni thêm một tuổi đời thân khỏe tâm an, Phật sự hanh thông, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc phát triển Phật giáo, mang lại niềm an vui, hạnh phúc thông qua các Phật sự, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi Phật Pháp, hộ quốc an dân. Thầy kính chúc cộng đồng Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, bao gồm Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật ngày nay, tất cả các Phật tử, phụng sự viên, bao gồm các thầy cô giáo, các khóa tu, các lớp ngoại ngữ, chương trình Hiếu Báo Nhân Đạo, chương trình Hiếu Mô Tạng Cứu Người và nhiều chương trình khác tại Chùa Giác Ngộ cũng như ở các ngôi chùa chi nhánh, luôn luôn tinh tấn tu học, trải nghiệm niềm vui, trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc sống đầy khó khăn và vô thường này. Chúc quý vị được 5 phút lành để tiếp tục tinh tấn hơn nữa cho các hoạt động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, thầy có làm 10 câu đối xuân và xin trích ra đây 7 câu đối thay lời chúc nguyện những điều an lành, hạnh phúc, bình an đến mọi người. Câu đối chúc xuân thứ nhất: năm Mão hết, khép đau thương, tấn tài lộc, tăng thêm phú quý. Tết rồng về, buông lo lắng, gặp cơ duyên, gặt nhiều thành công. Thì năm Mão có rất nhiều các khó khăn, vài chục ngàn doanh nghiệp đã phải đóng cửa vì hậu quả của khó khăn. Thì để vượt qua năm Mão, chúng ta phải vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau, hướng về cơ hội tăng tài lộc và phú quý. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải buông lo lắng, tạo nhiều thuận duyên để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Câu đối chúc xuân thứ hai: viếng chùa cầu thế giới hòa bình, xuân hạnh phúc, trảy hội mong Việt Nam thịnh vượng, Tết bình an. Truyền thống văn hóa của Việt Nam, tất cả người dân Việt Nam có thói quen viếng chùa trảy hội, và với mục đích đó, thứ nhất ở phạm vi toàn cầu, cầu cho các hình thức chiến tranh mà hiện nay đang xảy ra ở châu Âu, ở Israel và một số nơi khác dừng chiến, thiết lập và xây dựng hòa bình giữa các dân tộc, các quốc gia. Và được như vậy đó thì mùa xuân sẽ là dấu hiệu của hạnh phúc bình an. Và ở phạm vi của nước Việt Nam thì tôi cầu chúc nước Việt Nam chúng ta tiếp tục tăng trưởng để người dân trở thành thịnh vượng. Chúng ta năm 2023 có được GDP 4.500 Mỹ kim một đầu người, mong sao 2024 tăng trưởng lên đến 6.000 Mỹ kim. Và được như vậy thì sự phát triển đó được xem là thịnh vượng. Câu đối chúc xuân thứ ba: Tết đến không rượu, không đỏ đen, tiền làm phúc, sanh thêm phú quý. Xuân về có tài, có phương pháp, tâm giúp người vững mãi thành công. Thì đây là truyền thống hưởng vui ngày xuân. Thì tôi nhắc nhở và khuyên, nhất là tuổi trẻ, nên xa lánh các thói quen xấu, đó là thói quen nhậu rượu, thói quen đỏ đen, vì dẫn đến bệnh tật và phá sản. Thay vào đó thì ngày Tết, ngày đầu năm, nên làm các việc lành để tạo ra phước, và điều đó chính là chánh nhân, tạo ra sự phú quý là chánh quả. Và đồng thời đó, ngoài năng lực thì chúng ta phải có kiến thức phương pháp
Nhờ phương pháp chúng ta mới có thể biến ước mơ trở thành hiện thực, đồng thời có tâm tử tế giúp người thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp người thì là thuận duyên, đạt được sự thành công trong đời. Câu nói chúc xuân thứ tư: mừng xuân hỷ xả, khép quá khứ đau thương, an vui hiện tại, đón Tết từ bi, buông tương lai lo lắng, hạnh phúc ngay đây. Lời chúc xuân này đó phản ánh triết lý hạnh phúc hiện tại của Đức Phật. Muốn như vậy thì chúng ta phải khép lại các quá khứ có nhiều nỗi khổ, niềm đau, không như ý, thất bại, dù nó liên hệ đến chúng ta hay là người thân, thì chuyện quá khứ hãy trả về với quá khứ, chúng ta mới có tâm trạng đạt được hạnh phúc hiện tiền. Và khi đón Tết thì nhớ thực tập tâm từ bi, thông cảm khó khăn, nỗi khổ niềm đau của tha nhân, gieo trồng năng lực liệu để nhổ lên và gieo trồng các việc hạnh phúc cho đời. Và đồng thời chúng ta phải buông tất cả những lo lắng, căng thẳng, sợ an về những điều chưa xảy ra. Nhờ vậy mới trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Câu chúc xuân thứ năm: xuân đến cổng từ bi, bỏ tham sân si, quanh năm thư thái. Tết vào chùa giác ngộ, tu giới định tuệ, trọn kiếp an vui. Và đây cũng là một truyền thống văn hóa của Việt Nam, tất cả đến chùa vào dịp Tết. Thì ở chùa đó chúng ta tự trưng đó là nơi truyền bá đạo lý từ bi. Muốn như vậy thì chúng ta phải nỗ lực nhổ lên gốc rễ khổ đau từ tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhờ đó đó quanh năm suốt tháng được an vui hạnh phúc trong đời. Vào chùa thì chúng ta nhớ đến tông chỉ giác ngộ của Đức Phật để có được tuệ giác. Mà muốn như vậy phải thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nhờ đó cả một kiếp người chúng ta được bình an. Câu chúc xuân thứ sáu: xuân đến chùa gieo phúc, gia đình sum họp, trăm điều như ý, Tết trễ hội cầu an, con cháu thành tài, vạn sự hanh thông. Thì câu nói này đó nhấn mạnh đến hạnh phúc gia đình. Yếu tố ban đầu đó là dịp cuối năm, dù bận rộn bao đâu, các thành viên đều trở về hàn huyên tâm sự, đoàn viên sum họp mâm cơm gia đình để chia sẻ những niềm vui và những cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời, nhờ đó khắc phục để chúng ta đạt được trăm điều thuận duyên và như ý. Đồng thời đó, con thảo cháu hiền phải nêu cao lòng hiếu thảo để trở thành những người có tài đức, thì chắc chắn đạt được rất nhiều các sự thành công trong đời. Sau đây là câu nói chúc xuân thứ bảy: năm Mão hết vận hạn, rèn nhân nghĩa yêu thương, vui hạnh phúc. Xuân Thìn mang lộc tài, luyện từ bi trí tuệ, hưởng hanh thông. Thì năm 2023 được xem là có rất nhiều các rủi ro và khó khăn, từ các doanh nghiệp lớn vừa nhỏ cho đến các gia đình và cá nhân. Thì mong sao vận hạn đó sớm khép lại. Muốn như vậy thì chúng ta phải nỗ lực rèn đức tài, đạo đức, tăng trưởng tâm từ bi để trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc nhờ làm chủ các phản ứng cảm xúc và thái độ của chính mình. Và đồng thời đó, con rồng trong Phật giáo và trong văn hóa Việt Nam là biểu tượng của sự thăng hoa, cho nên kính chúc mọi người đạt được tài lộc. Và đồng thời đó, phải thực tập tâm tử tế, rèn luyện phẩm chất từ bi, nỗ lực tăng trưởng trí tuệ, thì việc khó trở thành dễ, việc trở ngại trở thành hanh thông. Thì đó là bảy câu đó chúc xuân gửi đến quý tôn đức tăng ni và cộng đồng Phật tử Việt Nam.
Trước khi dứt lời, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, một lần nữa kính chúc mọi người được thân khỏe tâm an, hưởng năm phúc lành, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Và rất mong cộng đồng Phật tử Việt Nam, nhất là các Phật tử chùa Giác Ngộ, các chùa chi nhánh, những người đã đồng hành với các Phật sự của chùa Giác Ngộ dưới sự dẫn dắt của tôi, hãy tiếp tục làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc lành để góp phần làm cho thế giới này an vui, hạnh phúc, bình an. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.